xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn trong channel của mình, channel Gấu To. Và chúc các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại năm 2019 thì mình đã làm những gì và mình đã được những gì nha các bạn. Hello, mình là Gấu. Xin chào các bạn, mình là Gấu. Xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Hello, Gấu. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn trong. Và đó là cách chào của mình. Thì mình cảm thấy là cách chào của mình đã được già dặn hơn, chuyên nghiệp hơn. Clip nào cũng như clip này. Cái điều mà năm nay mình thật sự tâm đắc và ngưỡng mộ về bản thân mình các bạn, đó chính là Gấu ơi, anh Gấu hãy làm gì đó để xuống cân đi. Cái câu chuyện giảm cân của mình. Yeah. Sau đó thì mình không sao, nhưng mà thật sự thì mình vẫn giảm được cân các bạn. Và cân nặng hiện đại bây giờ của Gấu là chỉ vào khoảng 82kg thôi. Năm 2019 là một năm rất là căng thẳng với mình, với những clip đầu tiên cực kỳ cao view. Đó chính là clip ăn mì lúc 2 giờ đêm, ăn xúc xích với gà. Có cùng giúp nhau qua quãng đời sinh viên. Trang tôi xin gọi là ăn kiểu người Việt Nam à, còn nếu mà em ăn là kiểu là thịt tương ớt, rồi thịt mayonnaise, là ăn kiểu Hàn Quốc như là kiểu Mỹ. Anh nói đại. Và năm 2019 cũng là một năm rất là vui với mình, khi lần đầu tiên chính tay mình được nhận cái nút bạc YouTube mang tên của mình, Gấu To. Nhưng mà có điều, mình chưa có một clip nào ăn mừng về cái nút bạc đó các bạn. Yeah. Thì năm 2020 mình sẽ cố gắng để đưa kênh mình vươn lên trở lại các bạn, tiếp sức và tiếp lửa cho mình ở kênh Gấu To này của mình. Và rất vui khi các bạn đã xem clip, nếu clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau của năm 2020. Bye bye.